Shop đầm bầu MB, chuyên đầm bầu và yếm bầu sinh. Website mangthaibaby.com, hotline 0979 621 719. Kênh mangthaibaby.com xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn xem kênh. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những món ăn tốt cho bà bầu trong 3 tháng đầu của thai kỳ để tránh hiện tượng sảy thai. Kính thưa quý vị, để tránh sảy thai, mẹ bầu cần phải kiêng cữ một số các thực phẩm, đồng thời bổ sung những món ăn tốt cho bà bầu trong 3 tháng đầu để mẹ ăn thai, khỏe mạnh và bé phát triển an toàn. Chế độ ăn cho bà bầu luôn luôn quan trọng trong suốt 40 tuần thai. Ăn ngon miệng, đủ chất, đúng cách giúp cho thai kỳ khỏe mạnh và trẻ phát triển một cách toàn diện nhất. Trong đó, những món ăn tốt cho bà bầu trong 3 tháng đầu là mối quan tâm hàng đầu. Tam cá nguyệt đầu tiên là thời điểm quan trọng, mẹ vừa phải chịu những cơn ốm nghén kéo dài, vừa phải kiêng cữ nhiều các món ăn yêu thích để tránh sảy thai hay khiến cho thai nhi bị dị tật bẩm sinh. Thứ nhất, chúng ta cùng đi tìm hiểu về nguyên nhân sảy thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ là thời điểm quan trọng, bởi đây được coi là thời điểm nhạy cảm với tỷ lệ sảy thai cao. Hai nguyên nhân chủ yếu là do: thứ nhất là vấn đề về nhau thai. Nhau thai là một cơ quan vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới sự sống còn của thai nhi khi ở trong bụng mẹ. Nhau thai đóng vai trò là nguồn thức ăn của thai nhi vì nó nối thai nhi với nguồn máu của người mẹ. Nếu nhau thai bất thường, thai nhi cũng phát triển không ổn định và dẫn tới hiện tượng sảy thai. Thứ hai là các bất thường về nhiễm sắc thể. Để quá trình mang thai diễn ra, cần phải có 23 nhiễm sắc thể từ người cha và người mẹ. Một bào thai bình thường sẽ có tổng cộng 46 nhiễm sắc thể. Lượng nhiễm sắc thể có thể nhiều hơn hoặc ít hơn đều dẫn tới sảy thai do thai nhi phát triển một cách bất bình thường. Thứ hai là 5 thực phẩm an thai một cách hiệu quả dành cho các mẹ bầu. Chọn lựa những thực phẩm an toàn khi mới mang thai để có thai kỳ khỏe mạnh và tránh những điều xấu nhất có thể xảy ra với bé. Dưới đây là 5 loại thực phẩm được cho là giúp cho mẹ ăn thai một cách tốt nhất. Thứ nhất là cá chép. Tuy có hàm lượng dinh dưỡng không quá vượt trội, nhưng theo các nghiên cứu thì chế độ ăn có xen kẽ với nhiều món cá có thể giúp an thai và giảm tình trạng sảy thai. Cá chép có tác dụng bổ tỳ vị, lợi tiểu, thông sữa, chữa ho và chữa lở loét. Cháo cá chép được xem là món ăn thích hợp nhất với các bà bầu mang thai trong những tháng đầu. Cá chép có vị tanh nên khi chế biến, mẹ nên chú ý làm sạch vảy, bỏ ruột cá và thêm vào các loại gia vị thích hợp để tăng thêm hương vị. Mỗi ngày bà bầu nên ăn một chén cháo cá chép nấu với gạo và đậu đỏ, bổ sung rất nhiều các dinh dưỡng. Thứ hai là bà bầu uống nước mía. Mía là một trong những loại thực phẩm yêu thích của các bà bầu khi đang mang thai. Mía có vị ngọt, thanh và giúp giải nhiệt rất tốt. Ngoài ra mía còn chứa rất nhiều các khoáng chất như sắt, kẽm, vitamin, rất tốt cho việc cung cấp máu và nuôi dưỡng thai nhi, góp phần giúp cho thai nhi phát triển một cách tốt hơn. Để đảm bảo sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm, mẹ nên ăn trực tiếp, hạn chế uống nước mía ngoài hàng quán vỉa hè. Thứ ba là các mẹ nên bổ sung thêm thịt đỏ. Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn vai, đùi gà chứa hàm lượng sắt cao, giúp cho việc sản sinh máu và nuôi dưỡng thai nhi. Bổ sung 300g thịt đỏ mỗi ngày sẽ giúp cho thai nhi khỏe mạnh và phát triển một cách hoàn thiện. Lưu ý là nên lựa chọn những thực phẩm còn tươi và chế biến ngay, để đông lâu ngày sẽ làm giảm các hàm lượng dinh dưỡng có trong thịt đỏ. Thứ tư là các mẹ nên bổ sung thêm rau xanh. Việc tiêu thụ rau xanh trong các bữa ăn giúp giảm 40% tỷ lệ sảy thai. Hơn 80% vitamin A và 100% vitamin C đều được cung cấp từ rau củ quả. Đồng thời các loại rau củ quả có chứa rất nhiều axit hữu cơ, cellulose, chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Đặc biệt trong các loại rau xanh có màu xanh lá như rau chân vịt hay bông cải xanh có tác dụng rất lớn trong việc ngăn ngừa tình trạng sảy thai, động thai. Trong bông cải xanh có chứa một hàm lượng lớn axit folic, vitamin A giúp hoàn thiện ống thần kinh của bé và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thứ năm là các mẹ nên bổ sung thêm bí đỏ. Bí đỏ có chứa nhiều vitamin A, vitamin C và chất sắt giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Mẹ bầu bị động thai, ăn bí đỏ sẽ giúp an thai. Mẹ bầu có thể dùng bí đỏ để nấu cháo, nấu chè hoặc nấu canh ăn thường ngày trong bữa ăn của mình. Thứ ba là 8 loại thực phẩm tối kỵ khi mang thai trong 3 tháng đầu mà các mẹ không nên bổ sung. Ngoài những thực phẩm an thai, mẹ cũng đừng quên danh sách các loại thực phẩm cần phải kiêng cữ. Thứ nhất là phô mát được làm từ sữa chưa qua tiệt trùng.
Thứ hai là cá chứa hàm lượng thủy ngân cao. Thứ ba là thịt hải sản sông khói. Thứ tư là đu đủ xanh. Thứ năm là đồ sống. Thứ bảy là khoai tây mọc mầm. Thứ tám là rau má. Và thứ chín là đu đủ xanh. Những món ăn tốt cho bà bầu trong 3 tháng đầu hoàn toàn dễ dàng tìm kiếm tại các khu chợ hoặc là siêu thị. Nếu kỹ tính và có thời gian, mẹ có thể trồng rau tại nhà. Nhớ kiêng cữ và giữ gìn trong thời gian quan trọng này các mẹ bầu nhé. Vâng, và tiếp sau đây chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những điều nên làm trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Lần đầu mang thai, hẳn bạn sẽ lạ lẫm với những thay đổi của cơ thể. Đặc biệt, bạn sẽ khá lúng túng, không biết nên chăm sóc bản thân và bé cưng trong bụng như thế nào cho tốt. Lưu ý những điều sau nếu bạn muốn đảm bảo trong 3 tháng đầu của thai kỳ của mình diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Thứ nhất là các mẹ nên có một lịch khám thai chuẩn. Sau khi biết mình mang thai, việc đầu tiên bạn nên làm là lên lịch hẹn với một bác sĩ sản khoa. Lần hẹn này, bạn nên kiểm tra tổng quát và phải thành thật khai báo một cách rõ ràng về tiền sử bệnh của bạn và gia đình. Đừng ngại ngùng, những thông tin bạn cung cấp cho bác sĩ sẽ là tiền đề để bác sĩ đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho thai kỳ của bạn. Vậy nên, trả lời các câu hỏi càng chi tiết càng tốt. Trong lần khám này, bác sĩ cũng sẽ đưa ra lịch hẹn cho những lần sau và một vài xét nghiệm mà bạn phải thực hiện trước khi sinh. Nhớ là đừng cho bác sĩ leo cây đấy, sẽ tốt hơn nếu như bác sĩ của bạn thường xuyên cập nhật tình hình của bạn một cách chính xác nhất. Và trong 3 tháng đầu của thai kỳ là lúc bạn cần phải thực hiện một vài các xét nghiệm quan trọng. Thứ hai là một thực đơn dinh dưỡng đầy đủ. Ngay từ khi có ý định mang thai, bạn đã phải nghiêm túc thực hiện một chế độ dinh dưỡng, đặc biệt chứ đừng nói tới là khi bạn có thai thực sự. Các mẹ bầu cần phải tăng cường bổ sung axit folic cho cơ thể để ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Ngoài ra, bạn cũng nên thêm protein, canxi, sắt vào chế độ ăn hàng ngày của mình. Ăn thêm khoảng từ 200 đến 300 calo mỗi ngày để đảm bảo bé cưng nhận được đầy đủ dưỡng chất hợp lý ở trong bụng mẹ. Đặc biệt chú ý tránh xa các loại nước uống có ga, caffeine và cồn trong giai đoạn này. Thay vào đó, các mẹ nên bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể. Thứ ba là tham gia các lớp tiền sản. Đăng ký tham gia các lớp học tiền sản. Đây là nơi bạn sẽ được dạy và cung cấp một số thông tin hữu ích giúp cho bạn hiểu thêm về việc mang thai cũng như sinh con. Nếu bạn có thắc mắc, hãy hỏi các chuyên gia ở đây. Bạn cũng nên dẫn theo chồng mình khi tham gia các lớp học này. Anh chồng của bạn cũng nên hiểu các kiến thức này để còn phụ bạn chăm sóc con sau này. Thứ tư là tập thể dục một cách thường xuyên. Tập thể dục khi đang mang thai sẽ giúp cho bạn cải thiện vóc dáng, tăng cường tuần hoàn máu, giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu khi đang mang thai như đau lưng, phù chân. Nếu mới bắt đầu, bạn nên chọn các bài tập thể dục nhẹ nhàng như yoga chẳng hạn. Yoga chẳng những giúp bạn tăng cường sức khỏe mà nó còn giúp ích cho bạn trong quá trình sinh con. Vâng, và vừa rồi chúng tôi đã vừa gửi tới quý vị và các bạn những món ăn tốt cho bà bầu trong 3 tháng đầu của thai kỳ để tránh hiện tượng sảy thai, cũng như là những điều nên làm trong 3 tháng đầu của thai kỳ là gì. Hy vọng video này hữu ích. Một lần nữa xin được cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp. Shop đầm bầu MB, chuyên đầm bầu và yếm bầu sinh. Website mangthaibaby.com. Hotline 0979 621 719. Thank you.
Thank you.